Hôm nay Chủ nhật ngày 18 tháng 4 năm 2021. Sáng nay trời Sài Gòn mưa thật lớn, làm hỏng tất cả các kế hoạch của chúng tôi. Cơn mưa dai dẳng, lúc to lúc nhỏ không ngớt. Những hạt mưa tạo những bong bóng trước hiên nhà thật đẹp, nhưng lòng mình thật buồn. Thu xếp lại hành trang, kiếm vài việc vặt vãnh làm cho qua thời gian. Ăn trưa xong tiếp tục công việc dở dang đến hoàn thành. Nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ chiều. Vươn vai đứng dậy, ánh nắng chói chang chạy dài trên vuông cửa sổ. Chợt nghĩ không đi được xa, sao không kiếm điểm gần nào để đi. Tranh thủ thật nhanh thay quần áo và lên đường. Mời quý vị cùng chúng tôi tham quan ngôi thánh đường Giáo xứ Lái Thiêu thuộc giáo phận Phú Cường. Một giáo xứ có bề dày lịch sử cả hơn 3 thế kỷ, và ngôi thánh đường cũng đã được trên 125 năm tuổi. Sau đây mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu qua những tư liệu trên website của giáo phận Phú Cường về lịch sử giáo xứ Lái Thiêu. Nói đến Phú Cường, chúng ta không thể không nhắc đến họ đạo Lái Thiêu, một giáo xứ cổ xưa, một cái nơi truyền giáo giáo phận Đạt Trong, được thành lập năm 1659, nơi mà tổ ban đầu vẫn còn là rừng rậm hoang vu. Giáo xứ Lái Thiêu là một họ đạo truyền thống kề cận trung tâm quận lỵ Lái Thiêu xưa. Nhà thờ Lái Thiêu tọa lạc tại một khung cảnh thơ mộng trên một ngọn đồi thấp, chung quanh phủ đầy cây cao bóng mát, nhìn ra dòng sông Sài Gòn. Theo sử liệu, người ta tìm thấy người Việt sớm nhất theo đạo Công giáo ở Nam Kỳ là vào năm 1666, khi hai vị giáo sĩ Chevreul and Hart, người Pháp đầu tiên thuộc hội truyền giáo Paris từ Simla, Thái Lan, tìm cách lén vào Đàn Trong. Trên đường đi, giáo sĩ Chevreul gặp một gia đình chủ thương thuyền tại Bà Rịa. Sau đó, giáo sĩ đến một nơi được mô tả là một thị trấn giữa sông và được một vị quan người Việt có đạo tiếp đón, cho phép làm lễ với sự hiện diện của một vài người Thiên Chúa giáo trốn tránh cấm đạo ở xứ Đàn Trong. Thị trấn giữa sông có lẽ là Cù Lão Phố thời bấy giờ. Đạo Thiên Chúa đã có mặt khá lâu tại Bình Dương trước khi người Pháp có mặt ở vùng đất này, lúc bây giờ thuộc địa bàn Tổng Bình An, Trấn Biên. Lái Thiêu là nơi hình thành họ đạo Thiên Chúa sớm nhất ở Bình An, và cũng có thể sớm hàng đầu ở phía Nam. Ngày 26 tháng 11 năm 1744, Đức Benedict XIV đã cử Đức Giám mục Hilario Costahi, lúc đó đang phục vụ tại giáo phận Đông Đà Ngoại, làm khâm sứ tòa thánh kinh lý Đàn Trong, Campuchia và Chàm. Như vậy, người ta cho rằng gió bắt nguồn từ các cuộc bắt đạo liên tiếp tàn khốc trong suốt nửa thế kỷ từ 1617 cho đến 1665 của triều đình nhà Nguyễn. Các tín hữu đã tìm đến vùng đất Lái Thiêu này để khai hoang lập nghiệp, mưu tìm sự bình an để sinh sống, gìn giữ lực lượng các Kitô hữu và sống niềm tin tôn giáo của mình. Giáo xứ Lái Thiêu được hình thành từ họ Gò, nay thuộc ấp Bình Giao, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Người có công sáng lập họ Gò là ông Philip Phê Nguyễn Văn Tâm và bà Maria Nguyễn Thị Y. Như vậy, họ Gò là tiền thân của họ Lái Thiêu. Nhà thờ Lái Thiêu lần đầu tiên lập tại chợ Cây Me do Đức Giám mục Bá Đá Lộc xây đơn sơ từ năm 1771, là người cai quản giáo phận Nam Đàn Trong và cả nhà thờ Lái Thiêu, vì bây giờ Lái Thiêu là trung tâm của cả giáo phận. Cơn bắt đạo lắng dịu, nhà thờ họ Gò được di chuyển đến một địa điểm rộng rãi trên một vùng đất cao. Nhà thờ mới được xây dựng tại khu đất nhà thờ Lái Thiêu hiện nay và đổi tên là nhà thờ Lái Thiêu. Nhà thờ xây dựng bằng vật liệu nhẹ, mái ngói, vách ván, cây cao bóng mát, quang cảnh nên thơ đẹp mắt. Năm Bính Thìn năm 1776, quân Tây Sơn do Nguyễn Lữ làm thiết chế vào chiếm gia đình. Đức Giám mục Bá Đá Lộc phải chạy tránh nạn trên các đảo ở vịnh Simla. Thầy Nguyễn Văn Danh được chỉ định lưu lại coi sóc họ đạo. Đến năm 1788, Nguyễn Ánh phục hồi toàn miền Nam.
Một năm sau, Đức Giám mục Bá Đa Lộc cùng Hoàng Tử Cảnh về tới Sài Gòn. Thấy tình hình đã thay đổi thuận lợi, Đức Giám mục Bá Đa Lộc chuyển chủng Việt sang Tabu từng 40 chủng sinh từ Xiêm về Lái Thiêu và chọn Lái Thiêu làm trung tâm giáo phận Đàn Trong. Lập tòa giám mục, Lái Thiêu trở thành trung tâm lớn công giáo miền Nam. Sau đó, tháng 6 năm 1792, Đức Giám mục chuyển chủng Việt ra Tân Triều, Đồng Nai, kinh đô mới của Nguyễn Ánh. Đến năm 1798, Đức Giám mục lập Đại chủng viện tại Lái Thiêu, lúc bấy giờ có 24 sinh viên. Vai trò của Lái Thiêu càng trở nên quan trọng đối với giáo hội miền Nam Đàn Trong. Linh mục Azima là người xây ngôi nhà thờ mới Lái Thiêu tại vị trí hiện nay năm 1894. Ngài mất sau khi khởi công được một năm vào ngày 9 tháng 6 năm 1895. Linh mục Ernest Vernet tiếp tục công trình này và hoàn tất vào năm 1897. Ngài là cha sở nhà thờ Lái Thiêu từ năm 1895 cho đến năm 1915. Ngày 3 tháng 12 năm 1924, Tòa Thánh đổi tên các giáo phận ở Việt Nam theo địa bàn hành chánh. Sau đó giáo phận Tây Đàn Trong được đổi thành giáo phận Sài Gòn. Theo thống kê năm 1938, trên phần đất của giáo phận Phú Cường lúc bấy giờ, số người công giáo còn thưa thớt ít ỏi với 11 giáo xứ và 13.799 giáo hữu. Đến năm 1966, con số chính thức được ghi nhận là số giáo dân là 51.488 người trên tổng số 715.000 dân, tỷ lệ chiếm 7,2%. Trong đó có 43 linh mục, 6 giáo hạt gồm Phú Cường, Tha La, Tây Ninh, Lạc An, Bình Long và Phước Thành. Trong đó có 39 giáo xứ có linh mục hiện diện và 106 ngôi thánh đường lớn nhỏ. Sau đây là danh sách các linh mục qua các thời kỳ tại giáo xứ Lái Thiêu. Đức Giám mục Pignot de Bihai năm 1782 đến năm 1792. Đức Giám mục Tabe Từ từ năm 1821 đến năm 1827. Linh mục Henry Azema từ năm 1827 đến năm 1895. Linh mục Jean Ernest Vernet từ năm 1895 đến năm 1915. Linh mục Henry Sion từ năm 1915 đến năm 1916 và 1926 đến năm 1929. Linh mục Henry Hay từ năm 1916 đến năm 1926. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tròn từ năm 1929 đến năm 1945. Linh mục Sebastian Hồ Văn Hiền từ năm 1945 đến năm 1949. Linh mục Lorenzo Nguyễn Thái Sơn từ năm 1949 đến năm 1964. Linh mục Giuse Trần Văn Tiên từ năm 1964 đến năm 1967. Linh mục Jacobe Huỳnh Văn Của từ năm 1967 đến năm 1970. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Cung năm 1970. Linh mục Vicente Trần Minh Khang năm 1970 đến năm 1975. Linh mục Doan Âu Dương Trương năm 1975 đến 1980. Linh mục Thomas Phan Minh Chánh từ năm 1980 đến 2012. Linh mục Anton Hà Văn Minh từ năm 2012 đến 2017. Linh mục Đa Minh Nguyễn Ngọc Minh 2017 đến nay. Quý vị thật nhiều bình an trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyến đi sau.